vâng kính chào các quý anh em nhé tiếp tục chương trình giới thiệu sản phẩm zipo cho anh em xem thì hôm nay trên tay mình đây đang có một chiếc zipo anh em nhé mình muốn giới thiệu cho anh em xem thì cái cây này thì đựng trong hộp giấy nhé trước khi vào video giới thiệu cái này thì anh em nào muốn xem nhiều mẫu khác nhé cứ lên google qua chữ zipman vn đây là sẽ ra shop zipman trên google có rất nhiều mẫu trong đấy cho anh em chọn nhé vâng Cái cây zipo của chúng ta ngày hôm nay đẹp đây đơn giản nhưng mà rất là tình tình túy anh em nhé rất là đẹp. Đây mình lấy luôn, để nó như thế này này, Đây, lấy luôn kết hộp đi. Cây này thì uh, bản chất nó là có chất liệu bằng đồng nguyên khối anh em nhé. Sau đấy được uh, nhà máy bọc một lớp trôm lên, trôm trắng lên rất là đẹp. Đây. Lớp trôm này rất là bền anh em nhé, rất là khó để mà mòn được. Cái này chỉ có một cách là nếu mà anh em mà muốn xả cái lớp trôm này dùng cái dung dịch hoặc là hoặc là xả bằng điện ly đấy thì nó xả bay lớp trôm sau đấy xả lớp nhị, niken này thì nó sẽ bay còn lớp đồng anh em nhé điểm nhấn của cái dòng này là nó có logo của ba số thương hiệu ba số và có chặt góc góc trên góc dưới đây thì cái dòng này là dòng thuộc cái dòng Vintech tái bản năm 1937 anh em nhé thì tiếng kêu nó sẽ khá là hay đấy bản lề có 5 chỗ này đều và kín cầm xăng thì tầm khoảng 5 đến 7 hôm anh em ạ cây này là được khắc laser anh em nhé rất là đẹp Đấy, màu trắng bóng rất là ok luôn Đấy. mặt sau thì nó là một màu trắng bóng không có họa tiết hoa văn gì hết rất là đơn giản và đẹp Đây, cạnh bình này Đây, cạnh trên nó rất là vuông anh em nhé vuông như thế này này Bóng, rất là bóng Thì một đáy nó sẽ là một đáy lồi Sản xuất năm 20 luôn Đấy cái Dòng tái bản năm 37 nhá Anh em nhé Thì sẽ không có chữ R ở trên cái logo đấy Tại vì là cái thời 37 Nó chưa đăng ký bản quyền anh em nhé Rất là ok luôn Mình sẽ bóc tem Cho anh em xem Đây Mặt sau đấy. đây Đây tiếng kêu nó thì tiếng kêu rất là hay cái dòng mà cứ như là dòng dòng vintech như thế này tiếng kêu rất hay anh em nhé đấy. nắp bên trong sáng óng bóng đấy. hàng chính hãng thì đấy mình nói rất nhiều lần rồi cái tim này phải có những cái dây đồng quấn quanh và có sợi chỉ màu vàng cho dành cho cái đời mới là nó phải như thế anh em nhé. Đây. cái sợi tim nó thường là mảnh mảnh nhưng mà cứng, nó không to đủ đủ như cái hàng fake anh em nhé. ruột thì có màu trắng, ruột có màu trắng này. hàng chính hãng thì cổ đá cao, Đây. tròn và đều, anh em nhé, cao tròn và đều, đấy là hàng chính hãng nhé, anh em mua nhớ đi đầu đấy nhá bánh xe thì cắt xéo sâu hình quả chám để, để. cắt xéo sâu hình quả chám như thế anh em nhé mình sẽ bắt nét cho anh em xem đây đây như thế anh em nhé mặt sau này mình rút ruột luôn ruột thì với vỏ thì sẽ sản xuất trùng năm 20 anh em nhé 20 còn cái tháng ABC thì nó trùng ấy không trùng đến không thành vấn đề đâu đây. cái này để thay đá này để. thay đá bằng đồng luôn bơm xăng vào đây bên trong bên trong nó như thế này anh em nhé đây. ok cây này tiếng kêu rất là hay giá thì mình đang phân phối với giá là 750.000 anh em nhé 750.000 cho cây Zippo chủ đề là man à chủ đề đề là ba số chứ mình xin lỗi ba số và chặt hai góc anh em nhé ok tiếng kêu rất hay anh em nào muốn mua thì nhanh tay alo cho shop nhé số điện thoại bên dưới ạ vâng những anh em nào mà muốn xem nhiều mẫu khác ấy, thì cứ link uh, google nhé quả chữ zipman vn nhé là sẽ ra ra tên của shop thôi vâng anh em trên youtube thì nhớ cho mình xin một đăng ký nhé kính chào anh em ạ